công dân Việt Nam bị dương tính với COVID-19 là một phụ nữ đang sinh sống cùng chồng Hàn Quốc và hai con tại thành phố Daegu. Thông tin từ Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết ngày 29 tháng 2, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc nhận được thông tin của Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc, KCDC thông báo về một công dân Việt Nam tại thành phố Daegu, Hàn Quốc bị dương tính với COVID-19. Theo đó, bệnh nhân là một phụ nữ đang sinh sống cùng chồng Hàn Quốc và hai con tại thành phố Daegu. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán đã đề nghị phía Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và chính quyền TP Daegu cung cấp, hỗ trợ điều trị y tế cho công dân Việt Nam, điện thăm hỏi và hướng dẫn bệnh nhân trên tuân thủ các hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương. Binh sĩ lắp ráp những chiếc giường tại Bệnh viện Lực lượng Vũ trang ở Daegu trong ngày 28 tháng 2 để chuẩn bị đối phó với việc tăng đột biến các ca dương tính với virus corona chủng mới trong TP Daegu ảnh Ion Habbo. Ngoại giao cũng đã trao đổi với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội đề nghị phía Hàn Quốc phối hợp, cung cấp thông tin và tích cực điều trị cho bệnh nhân theo thỏa thuận của lãnh đạo hai nước. Video liên quan theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục giữ liên lạc với cơ quan chức năng sở tại để theo dõi tình hình sức khỏe của bệnh nhân và chủ động thực hiện các biện pháp bảo hộ trong trường hợp cần thiết. Trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân Việt Nam liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc là +82 10631566618, số điện thoại của Tổng đài bảo hộ công dân Cục Lãnh sự là +84 9818184884. Như báo Người lao động đã đưa tin, ngày 29 tháng 2, trả lời câu hỏi phóng viên về thông tin một công dân Việt Nam mắc COVID-19 tại Hàn Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết về việc này, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã trao đổi với các cơ quan chức năng Hàn Quốc và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội đề nghị phối hợp, cung cấp thông tin và tích cực điều trị cho bệnh nhân tại thành phố Daegu theo thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước. Phía Hàn Quốc đã thông báo về trường hợp này cho Bộ Y tế theo đúng quy định của Điều lệ Y tế quốc tế và khẳng định sẽ đảm bảo chăm sóc y tế cho bệnh nhân. Theo Đài Ngóc Người lao động, Let's Love Us, Oi.